Hà Tĩnh triệt phá hai đường dây cá độ khủng, giao dịch 500 tỷ mỗi tháng. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Trung bình số tiền giao dịch cá độ bóng đá của hai đường dây mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò là tổ chức, 16 bị can giữ vai trò là con bạc. Sáng nay ngày 24 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây cá độ bóng đá khủng qua mạng Internet. Ngày 26 tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong hai đường dây tại 5 tỉnh khác nhau, trong đó đối tượng Phạm Hải sinh năm 1977 ở phường Phương Xài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được xác định là kẻ cầm đầu đường dây G18, Hồ Xuân Đạt sinh năm 1991 cầm đầu đường dây RQ22. Đặc biệt, đối tượng Lê Cảnh Bảo sinh năm 1976, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chính là ông trùm của hai đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã được cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành cũng đã bị bắt giữ. Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra xác định hai đường dây cá độ bóng đá đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Trung bình số tiền giao dịch cá độ của hai đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng. Tính lũy kế thừa, tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá trong hai đường dây này từ khi hình thành cho đến khi bị bóc gỡ là gần 3.000 tỷ đồng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 928.160 triệu đồng, 600 đô la Mỹ, 2.500 đô la Australia, hai tài khoản ngân hàng có số tiền là 500 triệu đồng và một số tăng vật liên quan, tổng số tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 45 đối tượng, trong đó có 29 đối tượng bị can là giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò là con bạc. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng đã chúc mừng Ban chuyên án Công an Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Ban chuyên án cũng như Công an tỉnh trong đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt, tội phạm công nghệ cao. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan nội chính, sớm hoàn thành tốt hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.